Ngọc Hương. Dê Tử, con đi đâu vậy? Con đi châu Âu một chuyến. Tư Tiến biết không? Tư Tiến biết hay không thì liên quan gì tới gì? Vậy gì nói với mẹ con một tiếng. Đi đi. Anh Lý, anh xem thử đi. Tôi định đến lúc ấy lớp kiểu này ở vị trí này và vị trí này, rồi đến lúc đó ở vị trí này. Sếp Lý, cửa sổ ở vị trí này. Anh làm việc đi. Được. Nghe nói sếp Lý lại nhớ tới tôi rồi. Tôi vẫn luôn nhung nhớ món ăn của đầu bếp Tần. Nói đi, có gì cứ nói thẳng. Anh cũng hiểu tình hình trước đây của cửa tiệm này. Bây giờ tôi toàn quyền tiếp quản, định mở một nhà hàng tư nhân, tên là Tiêu Tương Hối. Tôi muốn để anh toàn quyền xử lý, từ món ăn đến nhà bếp. Không biết đầu bếp Tần có hứng thú không? Đương nhiên là hứng thú rồi. Từ nhỏ tôi đã theo chủ tịch Dương tới bây giờ, có tình cảm nhất định. Sau khi nghe nói đổi chủ, trong lòng tôi vẫn luôn thấy khó chịu, cứ muốn đi. Sau đó An Đông nói với tôi là anh vẫn còn chỗ cần dùng đến tôi, vậy nên tôi vẫn luôn chờ đợi. Đầu bếp Tần, thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Có câu này của anh thì tôi yên tâm rồi. Nào, hợp tác vui vẻ. Khi nào cần tôi đến thì nói một câu. Tôi đưa anh đi tham quan nhé. Ông chủ, hôm nay ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy? Bán xe? Không phải, sao cậu bán rồi? Anh cứ kệ đi. Bao nhiêu tiền? 30.000. Cái gì? 30.000 à? Xe này tôi mua ở đây chưa đến một năm, đi không quá 5.000 cây số. Anh thêm chút đi. Xe cũ cũng như gái đã qua một đời chồng, dù trước đây cao cấp đến đâu, chỉ cần sang tay thì đều không còn đáng tiền. Huống hồ cậu đã sang tay 2 lần rồi. Được, 35.000. Nhiều nhất là 30.000. Bán thì để xe lại, không bán thì tự xử đi. Anh đợi đã. Thế nào? Được, 30.000. Trương Đình. Bố, không có nhiều tiền, con muốn mở tiệm. Nói sao thì bố cũng phải ủng hộ. Bố, không cần đâu, con sẽ tự nghĩ cách gom tiền. Con lấy đâu ra chứ? Con mua cái xe còn phải trả góp. Mở cửa hàng còn rẻ hơn mua xe máy à? Bố là thế này, lần này chủ tiệm con tìm, bảo là người có duyên. Tiền không phải vấn đề, bố cứ yên tâm. Bà chủ, cậu Trương, đây là
biết chị sắp đi, mang cho chị ít đặc sản địa phương. Nếu ra nước ngoài sẽ không tiện mua những thứ này. Cậu Trương, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Cậu khách sáo thế này, tôi ngại lắm. Không phải tôi khách sáo, là mọi người khách sáo. Nếu không phải các chị không thu phí chuyển nhượng, tôi cũng không lấy được cửa tiệm này. Báo ơn thôi mà. Chị đã nói chúng ta là người có duyên. Lần sau về nước tôi mời chị ăn cơm. Cảm ơn. Chuyện đến nước này, tôi nghĩ vẫn nên nói cho cậu biết sự thật. Thật ra là một người bạn tên Lý Tư Tiến của cậu, là anh ấy đã trả tiền chuyển nhượng cho tôi trước. Anh ấy không muốn cậu biết, cho nên cậu mới lấy được cửa tiệm không. Lý Tư Tiến, anh muốn làm gì? Tôi không muốn làm gì hết, chỉ muốn giúp cậu thôi. Tôi không cần anh giúp tôi. Phí chuyển nhượng bao nhiêu tôi trả anh. Tôi đã bỏ ra thì không muốn lấy lại. Biết nghe anh sẽ nói vậy mà. Tôi không cần tiệm này nữa, tìm người tiếp quản đi. Trương Đình, có phải cậu muốn bị người ta xem thường cả đời không? Tôi không muốn bị người ta xem thường, nhưng tôi càng không muốn để người ta biết là anh đang giúp tôi. Anh và chị tôi đã ly hôn rồi, bây giờ bỗng dưng anh cho tôi một khoản phí chuyển để làm gì? Tôi mong sau này anh đừng can thiệp vào bất cứ chuyện gì nhà tôi nữa. Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng tôi không tán thành quan điểm của cậu. Tôi đang bàn chuyện làm ăn, chuyện hợp tác với cậu. Giữa chúng ta có gì đáng để hợp tác hả? Bây giờ tôi đang chuẩn bị mở tiệm độc lập, tôi cần người đáng tin cậy. Quan hệ giữa cậu và tôi không quan trọng. Quan trọng là tôi hiểu cá tính của cậu. Hoặc là không làm, hoặc là làm tới mức tốt nhất. Đây là cơ hội của cậu, bỏ lỡ cậu sẽ hối hận đấy. Anh có từng nghĩ, nếu chị tôi biết cửa tiệm này có cổ phần của anh, chị ấy sẽ nghĩ thế nào không? Để nào anh mong chị ấy đau lòng thêm một lần nữa. Làm ăn là làm ăn, lôi những chuyện khác vào thì không thể làm ăn được. Nếu cậu muốn khởi nghiệp thì đây chính là cơ hội. Đương nhiên, nếu cậu muốn từ bỏ, chỉ có thể chứng tỏ ban đầu tôi đã nhìn lầm cậu. Cậu vốn không phải người như vậy. Khoan đã. Tôi đồng ý. Chuyện này chỉ có anh biết tôi biết. Tiền tôi sẽ trả anh không thiếu một xu. Nhưng nhà hàng và việc kinh doanh, tôi mong anh đừng nhúng tay vào. Được, không thành vấn đề. Nhưng tên phải là của tôi. Anh muốn đặt là gì? Yên Vũ. Được, chốt vậy đi. Trương Đình, sao rồi? Không sao hết. Bác đã bảo mà, không có chuyện tốt như vậy đâu. Chuyển nhượng tiệm không cần phí chuyển nhượng gì chứ, chỉ lừa đảo thôi. Không sao, chúng ta đi xem thử tiệm khác sao. Từ nay về sau, hai người đều có thể gọi cháu là sếp Trương rồi. Thật sao? Anh Trương, anh Trương, lẽ nào anh còn lừa em? Anh tuyệt quá. Bố nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Bố, Trương Đình, sếp Trương. Thật sự vui cho con. Cảm ơn bố. Tôi bảo mà, Trương Đình có tiền đồ. Phải. Chú, để chúc mừng sếp Trương quyết định tối nay sẽ đích thân xuống bếp cho chúng ta. Thế nào? Được,
Tôi không cần nấu nữa. Được, bây giờ con sẽ đi nấu ngay. Được. Chú. Sushi đây. Đẹp thế. Vẫn còn, đợi nhé. Anh xem màu sắc này. Mì udon. Mì udon, được rồi. Đây là cái gì vậy? Canh trứng gà. Bố. Chị. Bác. Hôm nay vào ngày đặc biệt này, con trịnh trọng tuyên bố, Trương Đình con đây đã tìm được cửa tiệm thích hợp, chuẩn bị bắt đầu hành trình khởi nghiệp. Tốt, tốt lắm. Tiếp theo, mời mọi người thưởng thức món tủ hút khách của tiệm con. Chị thử canh trứng gà em nấu trước đi. Trông thì đơn giản nhưng thực sự tốn công nhất đấy. Dâng tặng chị yêu dấu nhất của em. Thế nào? Ngon. Bác à, bác thử sushi cá hồi cháu làm đi. Để bác thử xem nào. Cái này ăn thế nào? Chấm cái này rồi ăn bác ơi. Chấm à? Đúng, chấm ít thôi, cay lắm. Ngon. Ngon. Có điều hơi cay. Bố. Bố thử mì xào udon mà con nấu đi. Nhìn là thấy ngon rồi. Hiểu lộ, con thử trước đi. Con làm việc với anh ấy lâu như vậy rồi, mới lần đầu được ăn cơm anh ấy nấu đấy. Vậy nên hôm nay kiến nghị của em là quan trọng nhất. Bố anh, chị và bác bình thường ít ăn. Tiếp theo, mời giám đốc Triệu chỉ giáo. Được được. Trong cách trình bày của anh đúng là không tệ, nhưng anh là phụ bếp trong tiệm, điều này không thể làm khó anh. Nhưng quan trọng nhất là mùi vị thế nào. Em thử xem. Thế nào? Rốt cuộc thế nào? Em cảm thấy mùi vị rất tuyệt. Thật không vậy? Thật đấy. Em còn cảm thấy ngon hơn đầu bếp tiệm chúng ta nấu. Lừa anh thì hỏng lưỡi. Chú cứ thấy khó hiểu. Bình thường ở nhà nó chưa bao giờ nấu, cũng không thấy nó cố gắng. Sao vậy? Đúng rồi, theo bố biết, ở tiệm con chỉ là một đứa phụ bếp, đến món hấp cũng chưa từng nấu, phải không? Sao bỗng chốc lại nắm được tất cả rồi? Bố, con chưa từng ăn thịt lợn, chẳng lẽ con chưa từng thấy lợn chạy? Biến, đùa thôi mà. Tuy con chỉ là phụ bếp, nhưng con đã nhìn đầu bếp nấu ăn rất nhiều năm rồi. Thật ra con đã có nội công tâm pháp từ lâu, chỉ là không có ai đã thông hai mạch nhâm đốc của con. Bây giờ sau khi đã thông rồi, con đã có võ công tuyệt thế. Trương Đình, vị cao nhân nào đã thông hai mạch của con vậy? Chuyện này không cho bác biết. Bà chủ Diêu, mau, làm giúp mình một chậu hoa. Tiệm của em trai mình khai trương. Đợi một lát, đang bận. Làm gì vậy? Sao phớt lờ khách, biểu môi vậy? Cậu còn mặt mũi nói mình lạnh nhạt với cậu à? Cậu đã đến muộn hơn một tiếng rồi. Mình đợi cậu mà đói bụng luôn. Mình sai rồi, bạn yêu à. Gọi điện bảo mình đi họp, họp một tiếng, đừng giận nữa nhé. Cậu là người sắp làm bà chủ rồi, chuyện này còn cần cậu nhọc lòng sao? Làm bà chủ không phải quản lý người ta, rồi dạo phố là được rồi sao? Được rồi, mình là loại người đó sao? Cậu đó, trời sinh đã là số nha đầu. Số nha đầu thì sao? Sống yên ổn, rất tốt. Ngày cưới của cậu và Cao Tường đã được định chưa? Lâu rồi bọn mình không gặp nhau. Ở công ty cũng không gặp à? Bọn mình chia tay rồi, cứ trốn đối phương mãi. Tại sao chứ? Mình nói với anh ấy là mình đã mang thai. Mang thai con của Tư Tiến. Sao cậu nói ra hết vậy? Mình không nói thì phải làm sao? Giấu mãi à? Hơn nữa mình giấu anh ấy như vậy,
Không có lỗi với anh ấy sao? Phải, mình biết cậu không phải người như vậy. Vậy sau này cậu định làm sao? Không làm sao hết, tự nuôi con thôi. Hơn nữa còn có mẹ nuôi là cậu mà. Thực sự không được thì mình làm bố nuôi của thằng bé, mình cưới cậu. Mau lên, đem một chậu hoa giúp mình. Biết rồi, cứ hối mãi, đến muộn mà có mặt mũi nói. Không phải em mình khởi nghiệp sao? Thật là, mau lên, đang vội. Đẹp không? Cũng được. Nghỉ rồi à? Muộn thế này rồi sao cậu còn đến đây? Tiệm mới khai trương đến chọn chậu hoa. Không phải cũng là Trương Đình khởi nghiệp đấy chứ? Sao cậu biết? Vivi nói với tôi. Gần đây Vivi thế nào? Sao vậy? Không sao hết. Cậu mau nói đi. Cần hoa gì tôi đi phối cho cậu. Cứ xem mà phối đi. Trương Vi. Trương Vi, anh muốn nói xin lỗi em. Lần trước em nói em mang thai, đứa bé là của Lý Tư Tiến. Sau khi nghe xong anh nhất thời không chấp nhận được. Sau đó anh về nhà suy nghĩ, anh cảm thấy mình đã quá trẻ con. Chúng ta không nên lấy quá khứ của người khác để dày dò bản thân. Huống hồ chúng ta đều sống quá mệt mỏi rồi. Anh cảm thấy ai cũng có quá khứ. Quan trọng là hai chúng ta có thể chấp nhận nhau và yêu thương đối phương. Em nói đúng không? Anh không để bụng thật sao? Anh không để bụng. Hơn nữa anh muốn cảm ơn em. Anh cảm ơn em bằng lòng cưới anh. Quan trọng hơn là em bằng lòng làm mẹ của Thành Thành. Bằng lòng thật ư? Em bằng lòng. Được, lạnh quá rồi. Em vào nhà đi Vivi. Xin chào, xem thử đi. Tiệm chúng tôi khai trương giảm 20%. Xin chào, xem thử đi. Cảm ơn. Nào, xem thử đi. Cảm ơn. Anh ơi, xem thử đi. Cảm ơn. Lần sau đến thường nhé.
Được. Em đi đâu vậy? Trong tiệm bận muốn chết rồi, em biết không? Rảnh một tí mới về. Em xem mình là bà chủ thật đấy à? Anh tự xem em đã đi đâu. Mẹ, Giai Tử về rồi à? Mẹ làm gì vậy? Mẹ thấy con ra ngoài nửa tháng rồi, mở cửa sổ để con thoáng khí. Cái vali của con to hơn lúc đi nhiều quá. Mẹ, con mang ít mỹ phẩm cho mẹ. Đắt lắm, nhưng rất tốt. Cảm ơn con. Thật ra Giai Tử à, con biết món quà mẹ muốn không thể mua bằng tiền. Mẹ, con biết mẹ muốn bế cháu, con sẽ cố gắng. Thật ra lần này con đi du lịch đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Trước đây con quá tùy ý, đã khiến mẹ lo lắng rồi. Mẹ đã xem con như con của mình rồi, chuyện gì cũng không để trong lòng đâu. Nhưng mà chuyện sinh con cũng không thể gấp gáp được. Mẹ càng sốt ruột thì áp lực đè lên con càng lớn. Với lại phiền mẹ, khi vào phòng con thì gõ cửa trước được không ạ? Nếu con không ở trong phòng thì mẹ đừng vào. Hôm nay con hơi mệt, con muốn ngủ một lát. Vậy con nghỉ ngơi trước đi. Mẹ, để cái này trong phòng con không thích hợp lắm. Hơn nữa có sinh con hay không cũng không liên quan gì đến cái này. Mẹ cầm về trước đi. Con vẫn chưa hết lệnh múi giờ, con ngủ trước đây. Đi thông thả ạ. Hai vị, mời. Ở nơi này, đi. Vẫn đang giận à? Đừng giận nữa. Hôm nay tiệm mở cửa ngày đầu tiên, anh cũng căng thẳng. Xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Lạnh hơi nóng nảy. Anh cũng lo cho em thôi. Một mình em lo phát tờ rơi bên ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì phải làm sao? Từ trưa tới giờ vẫn chưa ăn cơm phải không? Anh đi làm cho em bát mì udon nhé. Một bát mì udon là xin lỗi em rồi à? Không ăn. Không ăn mì udon. Vậy có lấy cái này không? Đưa cho em. Anh mua khi nào vậy? Vừa nãy khi chị anh ra trạm xe, vừa hay đi qua một tiệm trang sức. Trong đó đang giảm giá nên anh mua. Vậy còn tạm được. Nhưng khi nên tặng quà, tặng quà thì vẫn phải tặng. Dùng tục quá. Tục em cũng vui. Đeo lên cho em đi.
xin lỗi vì chuyện vừa nãy nhé. Lạnh không tốt, vừa nãy không nghĩ tới cảm nhận của em. Thôi đi, chị không chấp với anh. Thích không? Đúng là hơi dung tục, nhưng mà em vẫn muốn ăn mì udon. Được, đi nấu mì cho em. Anh Tư Tiến, anh về rồi à? Em làm gì vậy? Chờ một lát. Đây là quà em mang từ nước ngoài về cho anh. Thích không? Không gặp nhau 2 tuần rồi. Anh không nhớ em à? Em đã đợi anh từ 8 giờ đến giờ, muốn cho anh một bất ngờ. Em vừa về, ngồi máy bay lâu như vậy cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Cao, lão đại, anh lại mang món gì ngon cho chị Vivi à? Phải đó lão đại, sao chỉ có chị Vivi, còn đám chúng ta đều không có. Đúng vậy đó. Tôi thấy hôm nay mọi người đều ở đây, tôi tuyên bố một việc. Tháng sau, tôi sẽ kết hôn với chị Vivi của cô cậu. Thật sao? Tốt quá rồi. Đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời. Được, được. Chúc mừng lão đại, chúc mừng. Làm việc đi, làm việc đi. Được, được. Người có tình rồi sẽ thành gia quyến. Tốt quá đi mà. Vẫn đang làm việc à? Nào nào bỏ xuống. Đây là cháo anh nấu riêng cho em. Ngửi xem có thơm không. Sao vậy? Không sao chứ? Đúng rồi. Đây em đừng quên, ngày mai em phải đi khám thai đó. Không ăn nữa. Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy? Mẹ nói thật với con nha. Mẹ vào kiểm tra xem hai đứa có dùng biện pháp tránh thai không. Người nhà mẹ là người gì vậy hả? Một người nên đến phòng con ở bên con thì suốt ngày không thấy bóng dáng, còn người không nên đến phòng con thì suốt ngày lén lén lút lút đi vào. Không phải mấy người nghĩ kiểu gì vậy? Ai biết con nghĩ thế nào?
Nếu con luôn ngoan ngoãn chuẩn bị cho việc mang thai, mẹ có phải tốn sức vậy không? Một mình con thì mang thai kiểu gì? Con trai mẹ đem hôm qua mới về nhà, vừa về đã vào phòng sách để ngủ. Con mang thai kiểu gì đây? Mang thai với không khí à? Ý con là các con vẫn luôn chia giường ngủ sao? Mẹ hỏi con trai mẹ đi, chuyện này từ khi nào? Con xem, mẹ đã bảo là không cho hai đứa đi du lịch, con cứ đòi đi. Chắc chắn là nó vẫn luôn giận dỗi con. Nó phải nấy giận con. Anh ấy đang xem con như không khí. Nếu con không mạnh bạo như vậy, chuyện gì cũng ngoan ngoãn một chút, cũng không tới mức thế này. Con xem Trương Vi đi, rất nhiều chuyện nó đều ngoan ngoãn nghe lời, chuyện gì cũng có thể bàn bạc. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Sao mẹ lại so sánh con với Trương Vi? Được, mẹ thấy cô ta tốt, bây giờ có thể cưới cô ta về. Con không thể ở cái nhà này nữa. Được rồi, con đi. Con đi, được chưa? Mẹ không có ý đó. Tất cả trang trí lắp đặt đều được làm nghiêm ngặt theo yêu cầu của cậu. Nguyên liệu cũng là loại tốt nhất. Tiến độ công trình thế nào? Chuyện này cậu yên tâm, công nhân đều là người chuyên nghiệp. Tranh thủ một chút, đừng làm chậm trễ việc khai trương. Tư Tiến. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Tìm con nửa ngày trời. Chủ tịch Dương, hai người nói chuyện đi. Tôi vào trong trước đây, đi đi. Có việc gì à? Không có việc gì hết. Trang trí lắp đặt thế nào rồi? Cũng gần xong rồi, chỉ mấy ngày nữa thôi. Thấy cũng được chứ? Rất tốt. Đúng rồi, lão Tần cùng với mấy nhân viên cũ ở tiệm Tử Khâm và tiệm Kim Khê cũng chuẩn bị về làm cùng con. Vậy thì tốt quá. Được rồi, chuyện sự nghiệp không cần mẹ lo lắng gì nữa. Nhưng trong nhà còn có chút việc muốn nói với con. Việc gì ạ? Giai Tử lại về nhà mẹ đẻ rồi. Về thì về thôi. Sáng nay mẹ chỉ nói chuyện hơi nặng một chút, nó đã đá cửa bỏ đi. Không phải cô ấy luôn là con dâu hoàn hảo trong lòng mẹ sao? Sao lại cãi nhau vậy? Được rồi, đã lúc nào rồi con còn bới móc mẹ nữa. Chẳng phải mẹ tới chỗ con để gọi cứu binh sao? Con cũng đâu thể để mẹ đi đón nó được. Con không đi. Vậy con cũng phải đi. Hôm nay con đón nó về, dỗ dành nó đi. Chỗ con có việc không đi được. Con có đi không? Mẹ nói con biết. Nếu hôm nay con không đi đón nó về, mẹ sẽ ngồi đây không đi nữa. Được được, con đi, con đi. Mẹ về trước đi, con xong việc rồi đi đón. Nó phải giữ lời đó. Con biết rồi, mẹ đi về đi. Chị à, túi thơm chị muốn nè. Chị làm gì vậy? Em ngửi xem hai mùi này giống nhau không? Na ná nhau. Mũi của em sao vậy? Về rồi, đừng nói chuyện. Mẹ, đón về cho mẹ rồi đây. Con về tắm đây. Giai Tử à, nào ngồi đi. Mẹ chỉ muốn nói với con là bây giờ con đã vào nhà họ Lý thì đã là con dâu của nhà họ Lý chúng ta rồi. Cũng tức là chúng ta đều là người một nhà. Có việc gì chúng ta đều có thể trò chuyện, có thể bàn bạc. Đừng động cái là về nhà mẹ đẻ. Đã nói đến đây thì con cũng nói luôn lời thật lòng của mình. Bây giờ con đã được gả vào nhà này thì đã là vợ của anh Tư Tiến. Mẹ đừng có động tí là nhắc tới Trương Vi trước mặt con. Mẹ như vậy khiến con rất không thoải mái. Được, mẹ chấp nhận. Oh.
Còn nữa, buổi sáng mấy giờ con dậy, tối mấy giờ con ngủ, mặc quần áo gì, mẹ cũng đừng quản rộng quá. Dù sao cũng là một người phụ nữ của sự nghiệp, sao làm như một người phụ nữ nông thôn, suốt ngày vào phòng em lén la lén lút, còn hỏi em có dùng biện pháp an toàn hay không nữa. Em có thể đừng càm ràm nữa không? Cả anh nữa, mỗi khi thấy em cãi nhau với mẹ anh là cứ dường như không nghe thấy. Rõ ràng biết là lỗi của bà ấy. Có phải vì bà ấy là mẹ anh nên anh bảo vệ bà ấy như vậy không? Em đang nói chuyện với anh đó, anh không nghe thấy à? Em có thể đừng làm loạn nữa được không? Anh xem Trần Giai Tử này là cái gì hả? Anh đón em về mà cứ lạnh mặt với em vậy sao? Ngày nào em cũng cố gắng muốn làm một nàng dâu tốt, muốn làm trọn bổn phận vợ anh. Ngày nào anh cũng về lúc đêm hôm, ngày nào em cũng phải chịu đựng mẹ anh suốt ngày làu bào với em. Bây giờ em cảm thấy mình đã không phải là Trần Giai Tử lúc trước rồi. Nhưng anh thì sao? Anh đã làm gì cho hôn nhân của chúng ta? Anh đã từ bỏ tình yêu của mình để thành toàn cho em, như vậy vẫn chưa đủ sao? Ước mơ từ nhỏ của em chính là được gả cho anh. Nhưng hôn nhân trong mơ của em không phải thế này. Ngày nào anh cũng đến đêm mới về, không ngó ngàng gì tới em, chẳng hề chạm gì vào em. Giai Tử, ước mơ của em không phải là của anh. Em không thể cố đổ ước mơ của mình lên người khác, như vậy không công bằng. Em biết sao anh lại cưới em? Nếu không phải vì lúc đầu em mang thai, hai chúng ta sẽ không có ngày hôm nay. Bây giờ trong lòng anh vẫn còn có Trương Vi. Anh quay lại cho em. Anh vẫn luôn rất cố gắng muốn để em sống hạnh phúc, nhưng anh biết anh không làm được. Tư Tiến, em thực sự mệt lắm rồi. Bộ này đi, đẹp quá. Muốn ngực có ngực, muốn eo có eo. Cũng đâu phải lần đầu mình kết hôn, đừng mặc lộng lẫy như vậy. Đã lộ thành thế nào rồi? Chính vì không phải lần đầu kết hôn nên mới phải choáng ngợp hơn. Cậu phải cho cả thế giới biết cậu xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn trước. Lấy bộ này đi. Được. Sao vậy? Cậu vẫn nhớ Nhung Lý Tư Tiến à? Không, không có. Cậu nhớ thật kìa. Không phải. Thử thế nào rồi?
Anh thấy thế nào? Được lắm, thực sự rất đẹp. Cậu xem, phải tin thẩm mỹ của mình chứ. Xong việc ở công ty rồi à? Có việc gì quan trọng hơn thử váy cưới với vợ chứ? Ân cần quá. Lạc Lạc, đi, chọn giúp tôi một bộ. Được, không thành vấn đề. Mau lên, để tôi dẫn cô đi.